Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin mà các bạn đang muốn chơi cái ứng dụng nghe nhạc kiếm tiền Sonorus này ha. Thì mình sẽ có hai cái vấn đề để chia sẻ cho các bạn. Cái vấn đề đầu tiên đó là mình muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta sẽ gọi là nghe chéo với những người khác, hoặc là các bạn có thể là tạo một cái playlist danh sách nhạc và các bạn nghe xuyên suốt. Và chúng ta sẽ tạo khoảng tầm đâu 10 đến 15, 20 bài gì đó và nó để cho nó tự động hát. Mình thấy là một số bạn thì đang nghe rất là cực khổ, là các bạn bấm vào từng bài, sau đó thì các bạn nghe và canh hết cái khoảng thời gian đó rồi các bạn bấm vào cái bài số 2. Vì vậy nếu mà làm theo cái cách đó thì nó không có hiệu quả đâu, tại vì chúng ta một ngày á phải nghe á, tối đa là 50 bài để nhận được 50 đồng Red Token, mà nghe theo kiểu đó thì tốn thời gian rất là nhiều luôn. Nên ở đây á, hầu như ngày nào á, mình cũng thấy nhiều người nhắn cho mình hỏi là có cái cách nào để mà có thể nghe mà nó đơn giản hay không, và mình cũng chỉ cho nhiều bạn và cũng áp dụng thành công rồi. Bây giờ thì mình muốn gọi là muốn nhân rộng cái này ra để mà anh em nếu mà có lỡ mai mà chơi cái ứng dụng này á, mà gặp ngay chỗ cái vấn đề đó thì chúng ta cũng biết cách để mà làm sao để nghe cho nó dễ dàng ha. Tại vì nghe nhạc là thưởng thức và giải trí, mà bây giờ cứ canh bấm từng bài á, thì nó mất thời gian quá. Phải tạo ra một list danh sách là khoảng tầm mười mấy 20 bài đi, rồi để cho nó tự chạy, nghe xong rồi các bạn có thể vừa nằm nghe mà ngủ cũng được nữa. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là mình thấy nhiều bạn á, trong cái vấn đề là gọi là săn thưởng mỗi ngày á để mà nhận được 10 đồng Red Token á, thì các bạn đang bị vướng ở chỗ là phí gas. Nên vì vậy mà trong video này thì mình sẽ hỗ trợ mới cho những bạn mà đăng ký gần đây thông qua cái mã giới thiệu của mình á. Tại vì đã giới thiệu rồi mà không hỗ trợ cho bạn tới nơi tới chốn thì thấy cũng kỳ quá. Nên mình quyết định đó là hỗ trợ cho bạn đó là 10 ngày phí gas để mà anh em có thể là claim được cái đồng là Red Token này. Tại vì khi mà các bạn nhận được 10 ngày phí gas, các bạn claim cái đồng Red Token này á, thì sau 10 ngày các bạn sẽ có được đó là 600 đồng. Mình tính luôn là cái 50 đồng Red mà các bạn nghe nhạc hàng ngày á, nghe full luôn nha, là 50 cộng với 10 đó là 60 đúng không? Và 10 ngày sau thì các bạn có 600 đồng. Với 600 đồng này các bạn bán và lấy Việt Nam đồng ra thì cũng được 150 ngàn rồi. 10 ngày nghe nhạc mà kiếm được 150 ngàn thì cũng khá là hợp lý đúng không? Tại vì các bạn cũng đâu có phải bỏ chi phí gì đâu, các bạn chỉ có ngồi bỏ thời gian ra tạo một cái playlist danh sách rồi sau đó chúng ta để cho thiết bị nó hát thôi và các bạn nhận tiền thôi. Và cái cách bán đồng Rớt này thì các bạn cũng thể liên hệ với mình để mình hướng dẫn cho các bạn cách bán. Nếu mà bạn chưa bao giờ biết cách thực hiện ở trên những cái ví MetaMask ha, thì mình sẽ hướng dẫn. Và lưu ý cái này á thì chỉ dành cho những bạn mà đã đăng ký thông qua cái mã mời của mình thôi. Thì bạn chỉ cần cung cấp đúng cái ID của mỗi người dùng thôi. Và các bạn sẽ vào trong phần tài sản nè, các bạn chọn vào trong phần hình avatar thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái dòng đó là Sonoros nè của mình, ví dụ như 798315, thì các bạn sẽ copy đúng cái con số này và các bạn gửi cho mình. Thì mình sẽ check với lại cái phần là giới thiệu bên đây, và trong danh sách này thì có các bạn đã từng nhập mã mời của mình á, thì nó sẽ nằm ở đây và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là 10 ngày phí gas ha. Và kèm theo đó nữa, nếu mà các bạn chịu chéo với mình á, là các bạn có thể nghe những cái bài nhạc mà mình cung cấp á, thì sau khoảng tầm 30 ngày sau á thì mình sẽ hỗ trợ các bạn cái cách là rút tiền coi như full luôn, chức năng luôn, là bạn chỉ cần có nhiệm vụ là bạn chỉ cần nghe thôi, nghe làm sao một ngày ra được khoảng tầm đó là 60 con rớt thôi, thì một tháng như vậy các bạn đã có được là 400 đến 500 nghìn đồng rồi. Chỉ cần có nhiệm vụ nghe thôi, không có cần làm gì hết, chỉ cần nghe thôi. Rồi cái chuyện rút tiền ha, làm gì đó thì mình sẽ bao hết cho các bạn ha. Ok, như vậy ha, hiểu rồi ha. Rồi anh em nào mà muốn chơi free theo kiểu đó thì mình bao hết luôn. Đó nên anh em cứ liên hệ với mình ha. Nếu mà thấy cái kèo này thích hợp, muốn nghe nhạc sau một tháng kiếm được từ 4 đến 500 ngàn á, không cần phải tốn bất kỳ một khoản chi phí nào đó đó, thì các bạn cứ giới thiệu nhập mã giới thiệu của mình xong rồi sau đó thì liên hệ với mình và mình sẽ hỗ trợ cho bạn full từ A đến Z luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại để hướng dẫn các bạn cách tạo playlist danh sách nhạc để mà phát tự động ha. Sau cái phần là phát tự động này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đó là săn thưởng mỗi ngày và mình sẽ liên kết ví MetaMask và mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Rồi các bạn lưu ý là khi mà một ai đó muốn chéo với các bạn, ví dụ nghe chéo với nhau ấy để mà kiếm đồng rớt á, thì người ta sẽ tạo một cái danh sách như thế này ha. Ví dụ như đây mình tạo một cái danh sách khoảng tầm đâu mười mấy đến 20 bài á, và nếu mà các bạn muốn chéo với mình á, là các bạn muốn nghe những cái bài hát do mình cung cấp để mình hỗ trợ full cái phần phí cho các bạn á, thì mình cũng sẽ gửi cho các bạn một cái danh sách như thế này. Và các bạn nhận được danh sách thì các bạn bấm vào từng bài đây nè, mình bấm vào cái bài đầu tiên ha, mình bấm vào nghe và nhận ha. Sau đó thì mình lại không có tắt cái tab bên Sonoros nha, mình mở lại cái tab ở bên Zalo nè và mình bấm lại cái bài số 2 á.
và mình lại bấm tiếp tục vô trong cái phần nghe và nhận ha. Đó, và cứ tiếp tục như vậy thôi. Mình quay trở lại bài số 3 nè, mình thao tác tiếp ha, và mình bấm vào play full nghe và nhận thì nó tự động hát phía dưới. Rồi mình bấm vào cái bài số 4, số 5, cứ như vậy mình làm liên tiếp đến cái bài cuối cùng 19, 20 bài cũng được. Đây, đây là cái cách mình làm đó, các bạn có thể nhìn thấy ha. Mình bấm mình mở lên xong rồi mình lại bấm mở tiếp cái bài khác nữa, cứ như vậy thôi. Đó, làm hết một loạt qua cái này thì nó sẽ tạo ra là một danh sách khoảng tầm 20 bài, 20, 25, thậm chí 30. Máy nào yếu thì các bạn tạo ít thôi, khoảng tầm 10 bài thôi, còn máy nào mạnh thì các bạn tạo nhiều nhiều cũng không sao á. Tại vì nếu mà các bạn tạo nhiều quá thì đôi khi nó sẽ tự nhiên bị thoát ra, mất công phải tạo lại á. Rồi mình tạo được tới bài số 8, số 9 gì rồi, tới số 8 ha. Đây, bấm vào play full nè ha, rồi bấm vào nghe và nhận nè. Đó, và phía dưới nó báo là nhận một group như vậy thôi. Rồi, cứ như vậy ha, mình làm một loạt khoảng tầm đâu là 22 bài. Rồi, mình tới bài số 20 rồi. Bây giờ thì chọn thêm một hai bài nữa ha. Đó, cứ bấm vào nghe và nhận. Rồi, nãy giờ thì cũng khoảng được hơn 20 bài rồi. Rồi, bây giờ mình tới cái bài số 22 ha. Đây là bài cuối ở trong cái phần danh sách phát nhạc của mình. Đó, cứ bấm vào và nghe và nhận thôi. Bây giờ thì mình đã tạo được một cái playlist danh sách nhạc khoảng là 22 bài. Mình có thể bấm vào trong phần là menu ba chấm chỗ này nè ha. Để nó sẽ sổ lên trong cái phần là danh sách, bấm vào trong đây nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy danh sách tổng số bài hát của mình đang có là 22. Đó, và nó tự động nó hát, các bạn thấy không? Cái nút là để nhận một rớt đó, nó đang chạy á. Cái thời gian của nó thì đang điếm ở dưới đó. Cái bài này thì 4 phút 20 giây. Đó, bấm vào thì sẽ nhìn thấy thôi. Đó là cái danh sách mà mình sẽ hát, và nó hát hết cái bài này thì nó sẽ nhảy xuống cái bài kế tiếp ra. Nói chung là nếu mà trường hợp mà nó bị đứng á, nó dừng lại thì các bạn bấm cho nó hát tiếp. Cái đó thì có một số máy á, thì khi mà mình thấy mình chỉ cho các bạn làm á, thì nó hát khoảng tầm đâu 4-5 bài gì đó, cái tự động nó dừng lại thì các bạn phải bấm kiểu vậy, nếu mà nó tắt cái chức năng gì đó. Ở trên iPhone á, thì mình thấy là nó hát xuyên suốt luôn, nó không có bị dừng ha. Ở trên Android thì nó hay bị dừng khoảng 4-5 bài là nó dừng. Cái này thì mình thử mình test xíu coi là hát được bao nhiêu bài. Nên nó hát cái bài này cũng gần xong á, 4/16. Nói chung là bài này xong thì nó báo là nhận được một rớt và nó tự động chuyển sang cái bài thứ hai á. Các bạn thấy á, mình đâu có cần phải bấm thêm cái gì nữa. Khi tạo xong cái này thì các bạn đừng có đụng vô, các bạn đừng có bấm nút quay trở về hay làm gì hết á, các bạn cứ để cho nó hát tự động như vậy thôi. Rồi các bạn bấm cho nó lặn cái ứng dụng này xuống dưới cũng được, nhưng mà đừng có bấm cái nút back á, là nút quay trở về á, là bấm nút quay trở về nhiều khi nó tự động nó thoát ra. Rồi, như vậy thì các bạn cũng biết cách là tạo một cái playlist danh sách nhạc để mà mình có thể nghe những cái bài hát ha. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để mà ngồi bấm từng bài cái kia ha. Cái kia thì chúng ta phải lên trên đó và tìm xem bài nào còn download, bài nào không. Rồi chúng ta phải nghe, mất thời gian đúng không? Cái này thì các bạn chỉ cần tạo qua nghe khoảng tầm đâu vài tiếng là coi như xong à. Thì một ngày như vậy thì chúng ta chia thời gian ra, ví dụ sáng nghe khoảng tầm là 20 bài, buổi chiều nghe khoảng 20 bài, tối đi ngủ nghe 10 bài nữa là full 50 bài trong một ngày rồi. Ok, như vậy là các bạn cũng biết cách là tạo một cái playlist danh sách nhạc để mà phát tự động ha. Sau khi mà các bạn cho nó hát tự động đấy, thì lúc nãy á, mình cũng đã có nghe được là mười mấy bài á, thì mình đang có là 19/50 nè. Những cái bài hát này mình đã nghe được thì nó cộng đây ha. Đó, các bạn thấy cái phần là thu nhập từ nghe nhạc của mình đang có là 19/50. Và cái phần thu nhập trên cái đồng rớt đó, mình chia sẻ cái bài hát của mình á, tại vì mình có mua thêm những cái bài hát thì mình chia sẻ thì mình nhận được thêm cái này. Còn với những bạn mà chơi miễn phí không có mua gì hết á, các bạn chỉ cần có nhiệm vụ nghe nhạc thôi, thì các bạn chỉ quan tâm đến cái phần là từ nghe nhạc này thôi. Mỗi ngày các bạn sẽ full 50/50 và cộng thêm 10 con rớt ở săn thử hàng ngày nữa, như vậy là ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ connect với lại cái ví MetaMask ha. Các bạn nhìn thấy chỗ này để là kết nối với lại Sonoros nè. Và chúng ta chuẩn bị sẵn một cái ví MetaMask ha. Ok, thì đây là cái ví MetaMask của mình, và mình cũng đã chuẩn bị sẵn một ít BNB ở trong ví rồi ha, 0.003, tương ứng là khoảng tầm đó là $1. Bây giờ thì mình sẽ connect với lại cái ví này với lại cái tài khoản Sonoros nè. Thì các bạn có thấy là trong cái phần rớt nè ha, trong cái phần rớt nè, nó cũng có để chỗ kết nối nè ha, kết nối nè, trong tài khoản, trong ví, để chữ kết nối. Chúng ta có thể bấm vào trong đây, hoặc là các bạn bấm ở trên này cũng được, bấm ở trên này nó cũng kết nối nè ha, hoặc là chúng ta bấm phía dưới này nó cũng kết nối nè. Rồi mình chọn rồi. Ok, nó sẽ tự động tìm và nó sẽ kết nối với lại cái địa chỉ ví này của mình. Nếu lần đầu tiên nó chưa có hiện ra như thế này á, nó hiện ra cái chữ MetaMask á, thì các bạn chọn vào trong ví MetaMask ha, thì nó cũng sẽ ra cái này. Và mình chọn vào kết nối này.
Rồi như vậy thì mình đã connect ví thành công rồi, và nó cái đánh cái dấu chết màu xanh thế này các bạn thấy không? Đánh dấu chết màu xanh. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào cho cái mục đó là săn thưởng mỗi ngày, chọn vào săn thưởng mỗi ngày. Cái vấn đề mà mình muốn hỗ trợ cho các bạn đó là hỗ trợ cái phí gas này nè. Và thấy mỗi một lần mà khi mà các bạn nhận 10 đồng rớt rồi đó thì bạn phải thanh toán cái phí gas này, tại vì nó chạy trên mạng lưới của PC nên vì vậy mà chúng ta cần phải có BNB để làm phí gas. Cái này là trên mạng lưới chứ không phải là của thằng Sonorus nó thu phí các bạn đâu. À, đừng có hiểu nhầm cái chỗ này ha. Đây là trên mạng lưới của PC BEP20 đó, nó thu phí chúng ta nên là chúng ta cần phải có BNB để làm phí, bấm vào xác nhận. Rồi, nó load xíu thì nó sẽ báo cái khoảng thời gian là còn 24 23 giờ 59 phút nữa thì các bạn sẽ được claim thêm một lần nữa. Hàng ngày cứ như vậy chúng ta vào và claim cái 10 đồng rớt này về trên ví. Sau một tháng như vậy bạn cũng có được là 300 đồng rớt cộng với lại cái khoảng là 50 đồng rớt một ngày nữa thì bạn cộng được là thành đó là 1.500. Thì sau một tháng như vậy nếu mà các bạn chịu khó mà các bạn nghe full hàng ngày hết á thì các bạn có được 1.800 á, 1.800 đồng rớt. Mà nếu mà nhân với tỷ giá hiện tại đó là 0.8 á thì các bạn cũng có được là 1.444 đồng rớt rồi. Và nhân với là 310 đồng thì các bạn có được là 446.000 Việt Nam ha. Như vậy sau một tháng chỉ cần nghe miễn phí thôi, không cần phải làm gì hết á. Mình sẽ cung cấp bài hát cho các bạn luôn, cung cấp bài hát là những bài nào mà có thể kiếm được rớt á thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái playlist danh sách. Giống như ở đầu video mình có tạo một cái playlist danh sách khoảng mười mấy bài á và mình bấm vào từng bài, sau đó thì nó tự động tạo một cái list danh sách rồi nó tự động hát thôi, mình không cần phải làm hết. Và sau đó thì mình để điện thoại kế bên mình đi ngủ và sau khi ngủ dậy xong thì nó hát full mười mấy bài. Các bạn thấy cũng rất là nhẹ nhàng ha, không cần phải mất thời gian ngồi canh bấm từng bài đâu, mất thời gian lắm. Ok thì các bạn thấy là nó để săn thưởng mỗi ngày, bây giờ cái khoảng thời gian nó quay 23 giờ 57 phút. Vậy thì hôm nay mình đã nhận được ha, và cái đồng rớt này nè, đồng rớt mình đang có là 115 đồng. Bây giờ thì bạn kiếm thật nhiều cái đồng rớt này bạn để đây, và khi nào mà bạn cần muốn bán á thì chúng ta sẽ chọn vào trong cái phần thị trường. Và ở đây thì bạn có thể đặt bán cái đồng rớt này để nhận ra đồng Sono. Từ cái đồng Sono này á các bạn sẽ rút rút tiền ra và nó sẽ trả cho các bạn bằng BNB ha. Nói chung là cái bước này nó đi hơi lòng vòng xíu nhưng mà làm rất là nhanh, khoảng tầm đó 2 phút là xong ha, là tiền về đến ví luôn. Nên là các bạn mới lần đầu tiên mà chưa có hiểu những cái này á thì các bạn cần có người hỗ trợ thì mình sẽ hỗ trợ cho bạn ha. Đó thì mình cũng đã thông tin cho các bạn rồi, cái kèo này kiếm tiền rất là ngon. Một tháng như vậy anh em không có làm gì hết, anh em chỉ cần là bấm nghe nhạc thôi là anh em có thể kiếm được từ 4 đến 500 ngàn đồng rồi. Và mình lại còn bao hết cho các bạn phần phí nữa nên các bạn yên tâm, và cái kèo này khá là ngon rồi, không có chỗ nào mà họ bao cho các bạn cái tiền phí này đâu. Tại vì mình đã chia sẻ cho các bạn cái kèo này rồi mà mình thấy nhiều bạn nhắn hỏi chỗ phần phí ga, rồi nhiều ông nói là cái phần phí ga này cao quá rồi, cái phí ga claim xong rồi không có đủ tiền, mình thấy là cũng hơi gọi là bất hợp lý chỗ đó. Tại vì mình thường xuyên claim hàng ngày thì mình tính ra cái phần lợi và thiệt á thì mình thấy là phần lợi nó nhiều hơn, đúng không? Ok, video này thì mình sẽ xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn với những cái kèo kiếm tiền lần sau. Mình có để cái phần thông tin ở dưới phần mô tả, các bạn có thể liên hệ với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.